cái hoa xíu muội nè các bạn, nó trổ chuẩn đẹp thiệt luôn á. Nhưng mà mình quay lại cho các bạn xem nè, các bạn thấy nè, cái mặt hoa xíu muội nó trổ chuẩn rất là đẹp luôn, nó ba lớp hương thơm nha các bạn. Mà nó mới chuyển là nó mới trổ là cái lớp trong này nè nó màu vàng. Ở đây cái hoa này nó trổ 3 ngày rồi thì nó chuyển qua màu trắng như thế này, nó chuyển màu nha các bạn. Hoa xíu muội nó chuyển màu, hoa ba lớp hương thơm cực kỳ đẹp luôn á. Đây là hoa xíu muội ha, mình sẽ đi lên quay lại các mặt hoa hôm nay nó trổ nè. Cái này là Mỹ Linh chính thì các bạn cũng biết rồi, hoa Mỹ Linh chính thì nó đẹp mỹ miều, nó đẹp mê hồn rồi ha. Đây là Mỹ Linh chính ha, còn cái thằng này là cái thằng ngũ sắc, ngũ sắc cánh đơn. Nói chung là mình các cái mặt hoa thì nó mỗi thằng nó đẹp một vẻ thì mình cũng quay lại để các bạn làm tư liệu ha. Cái thằng Hoàng Minh Hương này mưa quá nó hoa 4-5 lớp trổ không nổi luôn các bạn. Hoàng Thiên Hương nha các bạn, Hoàng Thiên Hương một hoa 4-5 lớp có khi nó trổ 5 lớp luôn các bạn, mà nó một bó mà là các bạn thấy nè, nó như cái trái pháo nó cứng ngắc ở trong này là không trổ nổi luôn á. Mùa mưa mà mùa nắng thì nó trổ rất là đẹp, mà mùa mưa nó trổ không có nổi. Này là thằng Bubble Gold nha các bạn, Bubble Gold. Còn cái thằng này là Mỹ Linh 2 nè các bạn, thằng Mỹ Linh 2 nó trổ cũng rất là đẹp luôn á. Mỹ Linh 2 nha các bạn, Mỹ Linh 2. Ai chê chê chứ mình nói với các bạn, cái hoa T1 nó vẫn đẹp, nó trổ ra đẹp mê hồn luôn á. Mình lại khoái cái hoa này nè các bạn thấy nè, con T1 trổ ra sáng tài cực kỳ luôn á, trổ căng xe tròn rất là đẹp. Mình cái thằng Kim Thịnh chính là cái hoa vàng nha các bạn, vàng chính thống mà hoa 3 lớp có khi nó lên được 4 lớp nha các bạn, mà hương thơm. Thằng Kim Thịnh chính thì nó thơm lắm, nó thơm hơn hoàng thiên hương luôn á. Mà nó mình ghép bên này 4 tháng rồi nó mới chịu trổ bông các bạn. Mấy thằng kia chừng 1 tháng nó trổ bông, mà thằng Kim Thịnh này nó lâu trổ ớn luôn á. Hoa nó đẹp vàng rực luôn nè các bạn thấy nè, hoa vàng rực 3 lớp nha các bạn. Hiện tại bây giờ cái bông này nó chỉ trổ được 3 lớp thì mình biết nó 3 lớp thôi, còn nó mấy lớp để từ từ nó trổ nha các bạn. Kim Thịnh chính, hoa giống mới nha các bạn, thơm cực kỳ luôn á các bạn, thơm hương rất tay lơ đi luôn á, vàng nó vàng đậm lắm đó nha các bạn, đậm cực kỳ luôn á. Kim Thịnh chính, các bạn thấy cái hoa T1 nè, mình không có nói xạo đâu, nó trổ mà nó đẹp làm sao đâu, nhìn nó đá thiệt á chứ. Ở ngoài nó đỏ lắm các bạn, ngoài nó đỏ nhung luôn á, đã lắm. Mình sẽ đi quay lại cho cái mặt hoa nó ngộ này nè. Mình trước khi mình nói cái câu chuyện gia đình mình á, thì mình xin lỗi tất cả các bạn gái nhé. Đây là cái câu chuyện vui, mình kể để mà là vui thôi. Trong cái clip này để chủ yếu là vui, để gây tiếng cười cho các bạn cho nó vui trong những lúc mỏi mệt mà. Thì ngày xưa á, mình mẹ mình là thứ 9, có một cái bà dì thứ 10. Mà khi mà chiến tranh chống Mỹ xảy ra thì dì không có lấy chồng được. Dì đến khi á, nè, dì cứ ở vậy thôi, đến khi mà bắt đầu giải phóng xong năm 1975 á, thì dì đã 49 tuổi rồi, thì không thể lấy chồng được nha các bạn. Thì dì cứ ở vậy thôi, thì lúc đó bà ngoại mới còn sống mà. Thì có một cái chú thương binh cụt tay cụt chân, chú đi chiến trường về, chú thương binh chú chưa có lấy vợ, thì chú cũng nhờ người qua nói với bà ngoại là thôi xin dì về làm vợ. Thì dì cũng suy nghĩ đắn đo dữ lắm, bây giờ cụt tay cụt chân rồi, đó chiến tranh mới xảy ra rồi làm cái gì mà ăn. Thì dì cũng đắn đo, thì bà ngoại bà cũng động viên, nó thôi con ạ, méo mó có còn hơn không, méo mó có còn hơn không. Thì bởi vì bà cũng suy nghĩ, thì thật sự ra bây giờ ở cái tuổi 49-50 này thì lấy chồng thì chắc chắn là cũng trai mới lớn thì không thể còn được rồi. Mà khi mà chống Mỹ xảy ra thì đi chiến trường hết rồi, thanh niên đi chiến trường hết, không còn ai ở nhà để lấy làm chồng hết, chỉ ngồi chờ đợi thôi. Thì sau giải phóng ra thì bởi vì bà nghe cũng có lý thôi, bà chấp nhận, bà cũng lấy chú. Bây giờ nói chung là dì thì con cái thành đạt hết rồi, chú ti tặc quyền chú rất là giỏi, về làm kinh tế rất là giỏi luôn, một tay một chân mà răng chăn nuôi đào ao thả cá cái ruộng cái, nói chung chú rất là giỏi,
giỏi dữ lắm, đủ sức nuôi đi 4 đứa con ăn học thành tài mà, đâu phải là chuyện đơn giản. Thì từ cái câu chuyện đó mình mới hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái hoa méo mó có còn hay không. Đây, hoa cánh đơn trổ rất là đẹp nha các bạn. Mà trời mưa nó méo mó như thế này. Nó ở trong là nó sọc sọc găng găng nha các bạn. Vàng, cam, sô cô la, sọc, nói chung là rất là đẹp, hồng thì màu nâu. Sọc thì sọc hồng. Mà nó trổ ra nó méo mó như thế này nè. Thì mình nhớ cái lời bà ngoại nói thôi con à, méo mó có còn hơn không. Đây, thì thôi kệ nó, cái hoa này nó méo mó cũng được, nhưng mà có còn hơn không, đẹp lắm nha các bạn. Này nó trổ chuẩn rất là đẹp luôn á. Hoa cánh đơn nhưng mà cực kỳ đẹp luôn á. Các bạn thấy nè, vàng, rồi trắng hồng, rồi sọc màu hồng, rồi một bên thì sô-cô-la, nói chung là rất là đẹp. Nè, sô-cô-la sọc sọc găng 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 găng. Nó méo mó như thế này các bạn thấy không? Méo mó có còn hơn không? Thì đây là cái hoa cánh đơn của mình, còn cái thằng này nè. Này nó màu gì đây? Màu hoa nó bự lắm các bạn, màu vàng các bạn, vàng sọc đỏ. Hoa rất là bự luôn, cái chùm nụ rất là nhiều, một cây rất là sung. Đó, để nó trổ đi thì mình sẽ quay lại cho các bạn coi nha. Đó là cái câu chuyện mình nói vui như vậy. Hôm nay á, nó có được những cái cây mà nó trổ như thế này nè. Mình quay lại thì mình giới thiệu cho các bạn, bạn nào mà hợp cái gu đó thì yêu cầu điện cho mình thì mình sẽ ship cho ha. Nói chung là mỗi người có mỗi cái vẻ chứ không thể được. Thế có thể cái cây này bạn A không thích nhưng mà bạn B rất là thích đó. Cho nên là mình cứ đăng thôi, chứ không phải là xấu mà méo mó mà không lấy làm chồng được đâu. Đây, thì hôm nay là cái cây này là cái cây màu mới trổ, là màu trắng sọc hồng hồng vàng nha các bạn. Màu trắng sọc hồng hồng vàng, hoa hai lớp nhưng mà trổ rất là rộ luôn. Các bạn thấy cái dàn hoa này rất là rộ luôn, mấy chục bông á. Nói chung là nó rộ lên thì cũng rất là đẹp nha các bạn. Đó, thì khi xong nó chỉ 2-3 ngày nó chuyển qua màu hồng, còn nó mới trổ nó màu hồng, màu trắng sọc hồng nha các bạn. Đó, nó là như thế này. Nói chung là nhìn chung quy thì nó cũng đẹp, không sắc sảo nhưng mà đẹp. Thì cây này mình bán 100 ha, cây số 1. Mình có cái cây số 2 này nè. Nó màu tím nhưng mà nó trổ bông bị lỗi nha các bạn. Màu tím nhung, rồi tím đen, tím nhung, tím đen nè, tím đen nè, rồi tím nhung nè, rồi sọc màu sô cô la, sọc 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 là cái lớp ở ngoài nha, còn cái lớp ở trong nó là màu hồng, màu tím, nói chung là màu tím 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 rỉm á. Mà nó trổ 2-4 cái cây này tới 6 lớp các bạn ơi, 6 cánh. Ô độc thiệt. Ô cái cây này 6 cánh các bạn ơi. 1 2 3 4 5 6. Cái lớp ngoài cũng vậy nè. 1 2 3 4 5 6. Cái hoa này nó 6 lớp các bạn. Màu tím rất là đẹp mà hoa 6 lớp. 6 cánh. Ha, nó nói chung là tự nó trổ lỗi thôi, chứ nó trổ cái bông ngày hôm qua đẹp lắm nè. Cái bông ngày hôm qua mình chưa kịp, ấy trời mưa 2 ngày cái mình chưa kịp mình lo mình làm mình chuyển cây đó. Rồi cái chưa kịp quay cái nó rụng mắt hoa này nè. Đẹp. Nè, 6 cánh các bạn. Hoa 6 cánh nè. Màu tím nhung, tím đen, tím rịm, pha đủ thứ màu tím. 6 cánh, 3 lớp đều 6 cánh hết nha các bạn. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Ồ, 6 cánh các bạn. Một hoa 6 cánh rất là đẹp nha. Ha. Cây này mình bán 250 ha. Cây số 2. Một loại hoa tím cực kỳ đẹp, 6 cánh. Để cái hoa sau này nó trổ rồi mình sẽ quay cho các bạn xem nó chuẩn nó đẹp cỡ nào. Thằng này nó đang bị lỗi. Nó lỗi trời mưa quá mà mưa riết là nó dập bông hết rồi. Không có cái bông nào đẹp hết đó các bạn. Ha, cây này cây số 2 mình bán 250 ha, cây số 1 bán 100. Mình có những cái cây bên này nè, nó trổ cũng rất là vip luôn. Thì mình cũng quay lại mình giới thiệu các bạn nào có nhu cầu thì mình sẽ ship ra. Này nó trổ được một số bông. Cái thằng này nè các bạn, nếu nó trổ bông được là ok. Nó bữa trước nó trổ một cây mình bán mình biết rồi. Coi nó dày mình tưởng là bông Atiso không à. Nhưng mà cuối cùng không phải nha các bạn. Trổ bông căng sò rất là đẹp. Thằng này để nó trổ đi. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Thằng Vĩnh Lộc 16 nó rất là đẹp. Đẹp cực kỳ luôn đó các bạn. Màu trắng viền hồng. Mà nó trổ 3-4 ngày sau nó chuyển qua màu hồng phấn nha các bạn. Nó chuyển qua màu hồng phấn. Mình đang like cho các bạn đây. Nè like nè. Đậu trái nè. Đậu trái nha các bạn. Nè. Nè đậu trái nè. Đó. Thì mình like cho các bạn. Đó. Nó cái hoa nó nha. 3 lớp hương thơm cực kỳ. Ha. Màu trắng, trắng tinh khôi, mới trổ là trắng tinh khôi, 2-3 ngày chuyển qua màu hồng như thế này. Mình có những cái mặt hoa như thế này ha.
thì sáng ra có một cái cây vàng đơn sọc đỏ nhung nha các bạn, vàng đơn sọc đỏ nhung đó. Nó giống hoa gì ở ngoài đời ta, giống cái sọc này á, thì sọc giống Đài Loan 4, nhưng mà cái màu vàng này á thì nó lại giống màu vàng này giống rất Rubility, nó ngộ chứ mình không có thể tả được các bạn. Mình tả sao ta? Đó, cái hoa này là hoa cánh đơn nha. Hoa cánh đơn cũ nói chung là chưa tới 20 phân đâu. Nó nhỏ, nó mới mà. Trong rồi còn trong cái chậu nhỏ xíu mà các bạn thấy này. Nè. Mình còn trồng trong cái chậu nhỏ xíu. Mà giờ nó trổ, nó cứ trổ thôi chứ bây giờ biết sao, giờ mình cũng đâu có cấm cản nó trổ được. Mà nó cao chừng mười mấy phân mà trong cái chậu mình còn để trong cái chậu nhỏ mà các bạn. Cho nên chưa ra chậu lớn, chưa kịp ra chậu lớn, bây giờ nó trổ rồi mình đang bán luôn chứ giờ biết sao giờ. Cây màu vàng sọc đỏ nhung nha, chứ không phải sọc hồng, sọc đỏ nhung. Đó, cây màu vàng đậm nha các bạn, màu rất là đậm luôn ha. Cái này mình bán 150 đi ha, cây số 3 đẹp thiệt á, ở ngoài nó rất là đẹp, sáng tài lắm nha các bạn. Mình có cái cây số 4 nè, cây này mấy lớp đây, 3 lớp các bạn ơi, màu trắng vàng, trắng vàng nha các bạn, trắng vàng sọc hồng, lớp trong thì nó lại là màu hồng, màu hồng vàng. Mình ấy cái lớp trong ra coi, lớp trong nó cũng màu vàng nha các bạn, nó cũng màu vàng hồng, màu vàng hồng. Tả sao ta, đây cái lớp trong nó đây, hai cái lớp trong nó đây màu vàng hồng luôn nha các bạn. À, nó cũng màu vàng hồng luôn. À, nhưng mà nó hồng hơn cái lớp ngoài, lớp ngoài thì nó màu vàng ha. Cái này bán nhiêu ta, cái này bán, cái này bán 150 luôn đi. Cây số 4 nha, cây số 3 là cánh đơn 150. Cây này nó đẹp, ngoài nó đẹp cực kỳ, nó rộ lên một cái là các bạn gì đi không nổi luôn. Cây này 3 lớp mình cũng bán 150 luôn ha, cây số 4 ha. Cây số 5 thì màu trắng hồng vàng, màu trắng hồng vàng nha, sọc hồng nhỏ nha các bạn, 3 lớp luôn, 3 lớp thì 4 lớp vậy đây, nói chung mình cũng không biết nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ mình biết nó là đang là 3 lớp nè, 4 lớp hay sao trong này không biết, nó còn một lớp hai lớp gì nữa mình cũng muốn banh nó ra quá mà sợ các bạn nói. Thì mình chỉ biết nó là 3 lớp thôi nha các bạn, để nó trổ ngày mai thôi, coi thì nó 4 lớp hay 3 lớp. Trắng nha các bạn, trắng sọc hồng, màu trắng sọc hồng nha các bạn. Cái này 3 lớp hoa to nè, mình các bạn coi cái bàn tay của mình nè, nè 4 ngón tay của mình hoa nó bự dày đây nè, bự gần bằng 4 ngón tay luôn thì các bạn biết rồi đó, đó bự, hoa này hoa bự chà bá. Cái này mình bán 200 ha, 200. Cây số 5, cây số 3 vàng, cánh đơn vàng cực kỳ đẹp, vàng đậm 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 cực kỳ đậm luôn á nha các bạn, nó đậm hơn cái bông hoa thường này nhiều, vàng chính thống này nhiều, nó đậm cực kỳ luôn, mà sọc là sọc đỏ nhung chứ không phải là sọc hồng. Cái này 150 ha, cái này 3 lớp cũng vàng sọc hồng mình bán 150 luôn. Cái này trắng sọc 3 lớp 4 lớp gì đây mình bán 200 ha, hoa to bự thơm không, thơm cực kỳ, mình bảo đảm với các bạn thơm cực kỳ luôn, rất là thơm luôn. Cái này thơm ít, cái này không thơm, mà cái thằng đơn này là thơm nè, thằng đơn này lại thơm các bạn, thằng đơn này lại thơm, mà cái thằng 4-3 lớp này không thơm, mà cái thằng 3-4 lớp gì đây là thơm. Còn cái cây này nữa các bạn, cái cây này màu vàng candy mà nó đẹp quá, mà nó vàng candy nó đẹp quá, mà nó sọc dày các bạn uống chưa, phải nó đừng có sọc này mà nó có riềng này, riềng hồng hơn nữa thì ngon, hồng hơn nữa thì y chang candy luôn á, chắc 3 lớp của các bạn, 3 lớp của các bạn mình bóp ra thử nha các bạn. Chứ bây giờ để như thế này mình cũng không biết mấy lớp, mình nói với các bạn luôn á. Mình bè ra thử nha. À, 3 lớp các bạn ơi, 3 lớp. Vàng như candy nha các bạn, vàng đậm. Ha. Vàng rất là đậm luôn. 3 lớp các bạn, 3 lớp vàng. Vàng viền hồng. 3 lớp vàng đậm nha các bạn, vàng đậm viền hồng. Ha. Cái này mình bán 300 ha. Vàng viền hồng, vàng viền hồng nha các bạn,
vàng rất là đậm luôn nè, các bạn thấy nè, coi nè, vàng nè, nó đậm nè. Nè. Bạn thấy không? Vàng đậm mà nó phải nó đừng có cái sọc này mà chỉ có sọc riềng ở ngoài này không á thì nó y chang thằng candy luôn, không có khác gì. Y chang thằng candy luôn nha các bạn. Đó. Cây này 3 4 5, cây này cây số 6 nha các bạn. Cây số 6 mình bán 300. Vàng như candy. Vàng giống như con candy vậy đó các bạn. Ba lớp. Hoa to. Nè các bạn thấy cái bàn tay mình đây nè. Nó bằng 4 ngón tay mình luôn á. Hoa to nha các bạn, mà nó chưa bung nó mới hé thôi đó nha. Chứ ngày mai ngày mốt nó bung lên nữa mình nghĩ nó sẽ bự hơn. Tại vì từ cái lúc mà nó hé cho đến khi nó bung nó bự rất là lớn luôn. Như cái thằng này cũng vậy nè. Nó mới hé nè. Để ngày mai mình sẽ quay lại cho các bạn coi thử nó to như cửa nào. Ha. Thì coi như mình nói lại là cây số 3 là cánh đơn vàng đậm 150 ha. Cây này 3 lớp vàng không được đậm bằng. Nhưng mà sọc hồng nhuyễn. Cây này 150 là ha. Cây số 4. Cây số 5 là màu trắng sọc hồng, hồng vàng. Hồng vàng này các bạn. Thì cây này mình bán 250 ha. Cây này con của candy. Vàng như candy, vàng đậm như candy. Cây này mình bán 300 ha. 3, 4, 5, 6. Tất cả là 6 cây nha các bạn. Hôm nay nó chỉ trổ được 6 cây thôi. Thì coi như là cây số 1 là mình bán 100. Cây số 2 bao nhiêu hồi nãy quên mất rồi. Như 200 hay nhiêu ta. Cây số 2, cây số 2 đẹp lắm nha các bạn. 6 lớp, à 6 cánh. 6 cánh 3 lớp. Màu tím nhung cực kỳ đẹp. Các bạn nói là cái cây Vân Du 5 nó không đẹp. Đây nè, mình sẽ quay lại cắt cái hoa của thằng Vân Du 5 cho các bạn xem nè. Hôm nay nó trổ nè. Nè các bạn thấy nè. Nó trổ nó đẹp dày đây nè, đẹp mê hồn trời đất luôn á. Nó mới trổ ra nó đậm vàng như thế này nha các bạn. Nè, nó vàng như thế này. Khi nó trổ được 2-3 ngày nó như thế này nha các bạn. Nè, nó rất là rộ luôn nha các bạn. Đẹp lắm. Nói chung là cái thằng Vân Du 5 này nếu mà bạn nào có cái gu nó ba nó pha 3-4 màu luôn nha các bạn. Bên này là màu đỏ nè, màu đỏ nhung nè, ha. Màu đỏ nhung, màu vàng đồng, màu tím. Sọc đỏ nha các bạn. Sọc đỏ. Sọc đỏ nè. Màu đỏ nhung nè, màu vàng đồng và màu tím. Cái họng cũng màu tím luôn. Nè các bạn thấy nè. Bên này là màu đỏ nhung nha, màu đỏ nhung nè. Nè, màu đỏ nhung, màu vàng đồng, màu tím và họng tím, sọc đỏ. Nè, cái này tới 4 màu nha các bạn. 4 màu. Vân Du 5 nha các bạn, nó trổ cực kỳ rộ luôn, nó trổ một cái là đi không nổi luôn á các bạn. Chứ không phải giỡn đâu. Đẹp, nói chung là thằng Vân Du 5 này nếu các bạn nào chịu chơi cánh đơn là ok. Ha. Thôi hôm nay thì buổi sáng mình chỉ lên mình làm tí xíu video mình chia sẻ niềm vui trong ngày cho các bạn vậy. Thì và mình có những cái hoa cánh cái hoa xứ hạt nó mới trổ như vậy nha, mình quay mình phe mình giới thiệu cho các bạn. Bạn có nhu cầu mua thì mình sẽ ship cho. Còn hai cái cây vàng này nó chưa trổ nha các bạn. Để nó trổ sau rồi mình tính sau nha. Hai cái cây vàng này bữa trước 6 cây kia mình bán hết rồi, còn hai còn được có hai cây vàng này thôi. Để nó trổ rồi mình sẽ chia sẻ cho các bạn nha. Hai cây vàng này. Còn bây giờ là mình chỉ có 6 cây thôi. Cây số 6 nè. Vàng candy, cây số 5 trắng sọc hồng 3 lớp hương thơm cực kỳ thơm. Này chắc 4 lớp có các bạn. Này 4 lớp các bạn ơi. Nè, 4 lớp các bạn chứ không phải 3 lớp đâu. 1 2 3 không biết. Thì bây giờ mình cứ tính là 3 lớp đó nha các bạn. Còn nó 4 lớp để nó trổ ra nó mình nghĩ nó 4 lớp quá. Không phải 3 lớp mà nó thơm lắm nha các bạn, thơm. Nó thơm quá trời thơm, nó thơm cực kỳ luôn á. Cây màu trắng này nè, trắng sọc hồng uổng quá phải sáng đấy, hoa bự to bự như cái bàn tay. À, cây này cây số 5 300, cây số 6 là 300 nè, cây số 5 là 250 nè, cây số 4 là 150 nè, 3 lớp vàng hồng. Cây đơn này hoa to vàng đậm sọc đỏ nhung, cây này mình bán 150 luôn ha. Cây số 3 150, còn hai cái cây kia hồi nãy mình nói rồi, thôi mình khỏi lại đi, đi sao quá mất công. Thì hôm nay mình chỉ có những cái cây vậy thôi, khi nào nó trổ tới đâu mình sẽ quay tới đó nha. Một ngày mới mình chúc tất cả anh em gần xa luôn luôn gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, làm ăn phát tài phát lộc nha, sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc. Xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em, sức khỏe. Ok.